Cả nhà có ai thức không? Hôm nay Kim giới thiệu Donet về cái bộ dữ liệu của chúng Kim dành cho Yamaha. Ai có sử dụng keyboard Yamaha thì inbox và quan tâm inbox với chúng Kim nha. Rồi nói nhiều làm chưng chút đi. Mình lang thang trên phố dài, không có em, ai chung bước dối gian dần. Không có em, đường xưa dáng mắt mây trôi, chiều nào hai đứa chung đôi, lặng nhìn mùa thu lá rơi. Mai tình lên khơi như sóng cao, không có em cho phố vắng dấu chân hẹn hò. Không có em mùa thu lá vương bay, mùa đông buốt giá qua đây, tay anh lẻ loi. Không có em đời mình sao vắng vui cuộc tình, không có em mê chiều, không có em đôi mắt nào buồn lưỡi chờ, xin cho nhau lời vỗ về, sao đành quên đi ngày tháng đó. Không có em một mình ta với ta, ngày dài hôm qua tôi hoang trôi vai gầy, như ước mơ xin nhớ lần mình hẹn hò, xin cho nhau một lời rồi, xin tình yêu ấy lên ngôi. Rồi mai mình em thôi trên phố người, sao mắt nhung không nuối tiếc khát khao đợi chờ. Không có em còn ai thương lá thu bay, còn ai vương vấn cơn say, đời gian dối cô đơn mình ta. Hoàng trôi vai gầy,
như ước mơ. Xin nhớ lần mình hẹn hò, xin cho nhau một lời rồi, xin tình yêu ấy lên ngôi. Rồi mai mình em thôi trên phố người, sao mắt nhung không nuối tiếc khát khao đợi chờ. Không có em còn ai thương lá thu bay, còn ai phương vấn cơn say, đời gian dối cô đơn mình tôi. Không có em còn ai vương bay, còn ai vương vấn cơn say, đời gian dối cô đơn mình ta. Cảm ơn mọi người. Lần đầu tiên Trung Kiên like ở trên TikTok nên chưa biết tương tác sao ấy. Nhưng cảm ơn mọi người nha, theo dõi nha. Đây là cái tiếng guitar thùng mà khi làm nè. Rồi bây giờ làm cái bài gì đây? Bài này đi ha.
già rồi anh nhớ rằng đừng tuổi sầu, làng thôn êm ấm lúc anh về đẹp tình nhau. Vài lời gửi cho em anh chép nên bài ca, kỷ niệm một đêm như đêm cuối ba ngày khép, ngồi thức suốt canh dài thầm ghi câu xung vầy, lòng thương nhớ vui đầy. Ngồi thức suốt canh dài thầm ghi câu xung vầy, lòng thương nhớ vui đầy. Lần đầu tiên mà vô xem live của Trung Kiên nha. Hôm nay giới thiệu cũng một số cái giai điệu mà bây giờ thuộc bài hát thì cũng không thuộc nhiều. Thôi cứ vừa giao lưu mình vừa hòa tấu đi ha. Wow. Tiếng rồi hai anh Kiên ơi. Dạ, mất tiếng hả? Có nghe không? Thank you.
con nghe chứ. Đi du lịch online ơi. Ôi, chào nha. Ủa, em ở đâu á? Em ở Hồ Chí Minh, em là Xuân Ninh thì chắc là anh không biết anh có nhớ không ta? Không biết đâu. Xuân Xuân Ninh hả? Ngày xưa cái thời mà còn diễn đàn Việt Tí Bo là Xuân Ninh BL đấy, chuyên gia đi kiếm gió. Bây giờ làm nghề du lịch hả? Không, anh em làm công nghệ thông tin. À, Đó, nhưng mà anh có làm mấy cái mảng về online này kia thì em làm website rồi thích chụp hình ấy, thế này cứ xách máy đi chụp hình rồi tạo ra cái kênh chỉ về chụp hình này kia. à anh thì anh tạm thời anh về Đồng Nai khoảng chắc năm nữa anh mới quay lại Sài Gòn. À, ủa, vậy là bây giờ đang chuyển Đồng Nai ấy. Đang ở Xuân Lộc. Khởi công làm cái ngành làm cái này cho trước dịch giờ này chưa xong. Đợt đợt anh có cái gì demo dã chiến E7 version 1 với version 2 đâu. Giờ đang làm cho thằng SX Yamaha. Ừ Em nha. thấy gì hay quá trời. Ừ. Mấy cái tiếng này anh làm sample hết đó chứ. Rồi giờ 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 nghe thử cái điệu cha cha này ha. Ổn không, ổn không? Hôm qua em kia nhờ mới làm xong cái điệu này thì để biết, em không nhớ hát là gì nữa. Nghe thử ha. Bị lỗi rồi. Lỗi khai báo rồi, chưa khai báo. Để lấy tung chính ha. Thêm qua cho mang đi khách làm cái điều này.
Lâu quá không like, giờ like không biết là nói cái vụ gì, chắc chắc làm ngắn ngắn đấy, để mấy bữa rồi có gì làm chủ đề trước rồi mời mọi người vô. Với lại giờ cũng tới giờ mẹ ngủ rồi, giờ hát nữa không biết, không dám hát. Mẹ la. Ừ. Em bật mic đi, Ninh bật mic đi, anh không nghe. Rồi hòa tấu đi, hòa tấu đi, hòa tấu cái chành bầu sáo kia ha. Anh Kiên ơi, Hả? nãy em cắm tai nghe Bluetooth và cái tự nhiên nó không thu được âm thanh. Đợt anh có demo bài tình đầu chưa mua gì đó anh, hay quá trời đó, đánh lại bài đó đi. Bài đó hả? Bài đó Vâng. xì, cái đó xì lô sộp, anh chưa có làm trên đây, đang làm. Bữa anh quánh Rico, trời ơi, nghe nghe hay quá trời luôn á. À cái techno, cái bài bài bên trên tầng lầu hả? Đâu tình đầu chưa nguôi á, nhưng mà khúc đầu anh đánh thì luôn, xong rồi khúc sau anh đánh qua techno á. Cái đó là bên bên ru lên. Đúng rồi, chưa chưa làm qua bên da hay Nè, da thì anh đang làm techno thì có rồi, mà xì lô sộp chưa có. Đang thôi, đánh khúc techno đi. techno ha. Quay nè. Cái bài này mới mới tập xong hôm nay quấn lại thấy nó nhanh chứ. Cứ bỏ thì bắt đầu đang làm đi techno disco phải không, chuyện vào bolero cái tự nhiên mình nó xìu xuống. Ủa anh, em thấy cây NX900 này cái sound guitar nó thấy cũng hay ghê anh. Thì so với này lô lăng thì sao? Yamaha thì nó thật sự cái sample đọc ra rất tốt, rất ok luôn, nhưng mà có điều là cái cảm giác đánh trên phím thôi,
thấy cái đánh trên phím nó cũng như Roland thôi. Cái giảm giá phím của Roland mình đánh nó nảy á. Nhưng mà nó thật lòng luôn á, anh thấy thì nó hay, nó mỗi hãng nó một cái hay riêng, nhưng đặc biệt giống như em ăn hải sản á, mà em chấm vô muối tiêu mà em pha chút bù tạt á, là Roland là như vậy. Khi em đánh em có cảm giác giống như mình nồng nồng có mùi bù tạt, còn nếu mình đánh trên da thì nó giống như muối tiêu không thiếu bù tạt vậy đó. Hai cái đều ngon cả, đều ngon một cái cách khác nhau ấy. Nhưng mà đặc biệt Roland là nó có cảm giác đó. Anh thử nhiều giọng đây nè, nghe đây cái co nè, anh thử nhiều giọng lắm rồi chứ không phải mình bây giờ đâu không phải là đứng bán chuyên ru lên đó đâu đó, thành ra nhưng mà cái cảm giác khi anh trải nghiệm nhiều thì anh cảm nhận cái khi mình đánh ru lên nó hòa dung với band ấy, nó có cảm giác như vậy. Chứ còn anh lấy cái này đi để ban nhạc bữa giờ vẫn ok mà. Nhưng mà ý là cái tiếng guitar đấy thì thấy cái tiếng guitar của Yamaha bây giờ cũng hay quá trời luôn. Ngày Chính xưa vậy. đánh Roland á là khoái được khoái cái tiếng guitar lead của nó ấy. Vì đó Còn guitar lead, có một guitar lead trên trên Roland nó vẫn đỉnh em ơi, vẫn đỉnh, nó thật sự vẫn đỉnh. Cái này anh lấy mẫu ở bên Roland qua nè, xong rồi đưa anh ẹp cái ấy vô nè. Đó, lấy mẫu bình BK9 đưa qua. thằng nào đấy đánh cái ta đi đâu Đó, nhưng mà khi cái cảm giác mình đánh tay á, thì nó lại không 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 đủ đã lắm. gọi là thua Đấy, cái phím nó không ngon bằng thôi gì. đúng rồi, nhưng mà cái sound ra ok lắm, sạch sẽ lắm. Đó, rát này của XP30 nè. Còn rát zin thì của nó thì nó hiền lắm, nó mềm mềm vậy đó, còn nó không có nẹt được như Roland đó của XP30 này. Guitarist mà cũng đem làm xe bồn luôn hả? Tại vì cái guitar lead của nó có mùi riêng, nhưng mà nó không, nó guitar của nó đó, em nghe thấy cái mùi này. Nó vẫn nghe một cái mùi gì nó mi đi kiểu vậy. Đó, thấy không, sẽ bồ cái này nó khác à. Cũng là clip của Lô Lan quá là đỉnh. Đúng rồi, không có, nó không thể bàn cãi được. Chỉ có ông mấy ông mà quấn da của em rồi, không muốn đổi qua dòng khác, không muốn đánh thử rô lên, có nghĩa là những người mà đánh mà bỏ cuộc á là người ta không cảm nhận được đâu, mình nói họ cãi liền á. Không biết trong cái sân của anh em đang coi này có ông nào mà fan fan của Yamaha mà sực lên không? Bây giờ mình nghĩ là mình đứng ở cửa giữa chứ không có bên nào hay mình nói hay Đúng rồi, và đúng là em thì ngày xưa cũng là fan Lâu Lăng đó, nhưng mà thật mà bây giờ phải thừa nhận là Yamaha giờ quá hay rồi. Đó, sample anh đưa vô nó nghe đọc nghe phê lắm. Đấy, tiếng này quay thuộc này, Roland đưa vô độc đáo. Đó, nghe phê không? Giờ đâu cần mua đô lăng nữa đâu. Thì đấy, mua hôm bữa Hà Hà bên Yamaha, em biết Hà không? Hà Em Nguyễn á. Hà Nguyễn mà ngày xưa làm cho Việt Thương cũng bên Roland, xong rồi sau này làm cho Yamaha, nói chung là làm Roland hết á. Làm chắc nhiều nếu mà hãng lắm. nhìn mặt thì biết đó, nhưng mà còn nói tên là nhiều khi không nhận không để ý Hà Hà Quảng Nam á. á. Là có lần qua phòng thu mà đợt đó anh còn ở Sài Gòn á, qua bảo ủa cái cây này vô phải đâu phải cái Yamaha nó cái đô lên tiếng thành tiếng Đúng rồi gì đó, người ta có cái gì hay của Roland anh ôm đem qua hết thì đâu cần được xài Roland gì nữa. Tiếng này cũng của Roland nè. Ừ.
IP30 đó, mấy tiếng nó vô độc, vô đi đéo độc tốt lắm. Lít tiếng lít xén này kia thì của gia giờ hay không anh? Nó cũng ok, có tiết sửa nè. Bây giờ anh đánh thử đoạn này, anh đánh thử đoạn tiếng của anh đưa sample vô với lại một tiếng tiếng anh sửa từ từ gốc nha. Anh đánh đoạn ballad. Tiếng sữa nè. Sống á. Đó. Tiếng này thì tại vì là mình làm quặng nó khác. Tiếng tiếng Anh lấy zin của nó nè. Đó, nó có độ mềm của nó. Em thấy cái kiểu tiếng lead nó ngoài bén bén chút xíu. Giống như kiểu như anh phải phải người đạp vô ấy. tiếng nhớ tiếng chanh này không? Chanh IP30 đó. Miền phải. Còn chanh này là chanh chanh anh thu sống. Chanh này là ép. Kéo xuống này. Đẩy lên là cembalo. Đó. Thôi chắc đi ngủ đi, anh nói nó già đâu bắt đầu bữa nào lại lên kế hoạch này kia cho anh em vô 500 anh em vô chuẩn bị tinh thần vô coi live stream chứ. Bữa nào like để lên kế hoạch thì bữa lại sớm sớm chứ trễ quá rồi. Vâng. Không có phòng riêng á. Anh đang ở với mẹ rồi. Vậy thôi, chào mọi người nha, cảm ơn mọi người hôm nay đã vô coi live stream của Trung Kiên. Chào anh Kiên, hy vọng là có sớm có clip demo của những điều mới của anh. Rồi cảm ơn Ninh nha. Dạ, chào anh nha. Chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha. Rồi chào anh Kiên, chào mọi người luôn nha. Ok.